Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách xả tàn tạo dáng cho cây mai. Thì đây là những cây mai mình trồng được 10 tháng tuổi rồi các bạn. Thì đối với cây mai con mình trồng từ hạt á, khi mình trồng được từ 8 đến 12 tháng thì mình sẽ xả tàn tạo dáng cho cây mai. Thì cho các bạn xem tổng thể cây mai từ trên xuống ha, từ dưới lên. Thì phía trên nó phát triển rất là mạnh các bạn xem những cái cành nhánh nó phát triển rất là mạnh. Và bây giờ mình xem từ ở dưới gốc lên các bạn, thì nó có cái đoạn này ha, nó có cành nhánh đều ha. Rồi các bạn xem cái đoạn nào mà nó cành nhánh nó thưa thì mình sẽ cắt ngang đó, mình làm cái ngọn mới cho cây mai. Rồi, cái đoạn này nó thưa nè các bạn. Rồi, các bạn xem nó có những cái mắt lá nè ha, đó. Từ cái nhánh này nè, từ cái nhánh mà gần nhất mình muốn cắt đó, thì mình điếm lên khoảng 3 cái mắt lá mình cắt ngang, mình làm cái ngọn mới. Giờ mình xem này các bạn, mình xem chỗ nào mà nó có cái mắt lá các bạn, mình những cái cành ha mình cắt ha. Đây là những cái mắt lá, cái mắt cũ nè các bạn, cái lá nó rụng đi rồi ha, mình cắt ở đây thì nó sẽ đâm những cái chồi ra. Một cành thì nó sẽ đâm khoảng 2 cái chồi mới. Thì mình tạo dáng hình thông các bạn, mình cắt những cái cành ở trên nó ngắn, rồi nó những cái cành ở phía dưới thì nó dài hơn. Rồi như cái cành này nè các bạn, cái đoạn này nè nó có 3 cái nhánh cơm. Nếu mà mình cắt ngay đây thì nó không có ra cái chồi mới, vì ở đây nó có 3 cái nhánh cơm này nè, mà 3 nhánh cơm này nó yếu lắm. Mình cắt xích ra đây một đoạn này, ở đây có mắt ngủ nè. Rồi mình cắt xong thì mình cắt mấy nhánh cơm này hết. Rồi mình lật lá. Còn như cái nhánh này nè các bạn, nó hơi nhỏ quá thì mình chỉ lật lá thôi. Mình dưỡng lại coi nó có kịp những cái nhánh lớn kia không. Cái nhánh này nè các bạn, tại vì ngay cái đoạn này á, nó có 3 cái nhánh cơm nè, mình cắt mình ăn gian ra ngoài đây một chút, bởi vậy nó hơi dài hơn á, nhưng mà không sao. Rồi sau đó những cái lần sau thì mình chỉnh sửa lại. Đáng lẽ nếu mà cắt á, thì cắt phẳng ở đây nè, nhưng mà ở đây nhánh cơm mình cắt, mình lựa những cái chỗ nào có cái mắt lá ngủ á. Rồi.
Bây giờ mình từ dưới lên các bạn, rồi tới cái đoạn này nè, nó hơi thưa ha, cái cành nhánh chỗ này nó hơi thưa, thì mình sẽ cắt ngang đây, từ cái nhánh phía này điếm lên khoảng 3 cái mắt lá này. Ở đây nếu mà mình cắt ở đây là ngay đây các bạn, thì nó có ba cái nhánh cơm này nè, ba nhánh cơm này nó yếu lắm, mình sẽ cắt ăn gian ra ngoài đây một chút. Đây nó có ba cái lá nè, đây là những cái mắt lá nè, đây là những sau này nó ra đây cái chồi mà một cành vậy nữa, nó ra hai cái chồi hai bên các bạn. Và các bạn lưu ý như vậy nè các bạn, những cái cành này nè mình không nên cắt sát vào cái thân quá, mình cắt một đoạn ít nhất là phải 5 cm trở lên các bạn. Nếu mà mình cắt sát vào cái thân này quá thì mai mốt nó ra cái chồi nó có cái phương hướng là nó đâm thẳng lên các bạn, chứ nó những cái chồi mới nó không có đâm ngang ra mà nó có cái hướng là nó đâm thẳng lên. Nếu mà mình cắt những cái cành này nó sát vô cái thân quá. Đây đây. Mình cắt cái đoạn này. Cái cành này nó hơi nhỏ rồi các bạn, mình dưỡng lại, mình không có cắt, mình không có cắt ha, mình sẽ dưỡng cho nó vượt kịp với mấy cái cành lớn không. Mình cắt cành xong thì mình cắt cái nhánh cơm bỏ đi hết với những cái lá. Mình cắt như vậy để mình cắt cái đọt ngang ấy các bạn, để mình tập trung mình nuôi những cái cành ở phía dưới này nè cho nó mập ra. Còn nếu mà mình không cắt ngang cái đọt vậy á thì nó phát triển cái phần những cái cành ở phía trên ngọn không các bạn, hướng ngọn. Mình cắt vậy thì những cái cành này nó sẽ đâm những cái chồi nhân đôi nữa, để cho cái cây mai mình nó có nhiều nhiều cái cành. Như các bạn xem cái cành này nè, đáng lẽ mình cắt ngay đây nè, nhưng mà chỗ này đó, nó có nhánh hai ba cái nhánh cơm, chỗ này mình ăn gian ra phía ngoài một chút cũng được, rồi những cái lần sau thì mình cắt mình chỉnh sửa lại. Các bạn nhớ ha, những cái cành này nè mình đừng có cắt ngắn quá, sát vào cái thân quá, ngắn sát vào cái thân quá thì
sau này nó đâm những cái chồi á thì nó có hướng đa, cái những cái chồi đó nó hướng lên không ạ, nó không có đâm ngang ra. Rồi video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.